Em xin chào mừng anh em đến với kênh Zippo Gò Vấp Dưới Đa của em nha. Và thì cũng như những clip khác thì kênh của em cũng là bán những hàng Zippo chính hãng nha anh em. Và hôm nay thì clip này thì em là một clip về khui kiện hàng từ Mỹ về Việt Nam. Và cũng như những clip khác, clip khui thì em cũng không thể kịp báo giá đến với anh em được. Và nên anh em thông cảm giúp em, những mẫu nào mà anh em thích thì cứ chụp lại màn hình gửi qua cho em số điện thoại hoặc Zalo em có ghim sẵn ở góc dưới màn hình nha. Thì em sẽ quay và chụp hình và báo giá cụ thể đến với anh em ạ. Tại vì em không báo giá kịp là em phải kiểm tra hàng, con hàng đó nó như thế nào. Ví dụ là một con hàng mới thì nó có xước nhiều hay xước ít hay là hoàn hảo, thì cái mức độ về tiền, giá tiền thì nó sẽ có sự chênh lệch nha anh em. Cũng giống như anh em là một khi mình mua hàng thì mình cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng, chọn lọc. Thì em cũng như vậy, em cũng mua bên đó, em cũng chọn lọc kỹ lưỡng. Và những mặt hàng nào mà em cảm thấy là ok thì em sẽ mua về để phục vụ đến với anh em. Và hôm nay thì đơn hàng ngày hôm nay thì có vài đơn, vài anh em cùng em xem khui hàng nha. Từ Mỹ về một hộp bớt quay sơ. Hàng Mỹ về như thế này nha anh em, một hộp bớt quay sơ mà em không biết có chữ Zippo, mà em không biết bên trong nó có cùng một chủ đề không ạ. Rất là đơn giản, đẹp lắm anh em. Và một chiếc bà rác quá là đẹp, bớt quay sơ. Hình như thì em biết được là cái này là hình như là về bia thì phải. Một chiếc Zippo quá đẹp, còn tem đỏ và theo thời gian 5 tháng thì nó có những vết này nha anh em. Chiếc này thì mộc kép năm 2000, quá là tuyệt vời. Nó kèm luôn cái hộp, giống như là nó là được làm để một là quà tặng, hai là trưng bày ạ. Nó chỉ có cái phần đế hộp và hộp như thế này, lần đầu tiên em thấy luôn ạ. Và trời thì mưa, thì anh em có dư thời gian rảnh rỗi thì cứ xem kênh của em nha, clip khui hàng của em cho vui nha. Một về cụ tổ Zippo ạ. Đợt này về thì nó kèm hộp nhựa nha anh em, hộp nhựa riêng hãng. Và cây này new 596. Và đây new. Đơn này thì gồm có hai chiếc Zippo, một chiếc Zippo chủ đề về xe Ford truck xe nha anh em, một bức tranh quá đẹp. Và bao này là bao niêm phong, và bao từ lúc nó xuất xưởng luôn nha anh em, còn nguyên nè. Cây này 598. Tem đỏ thì hết keo phần trên.
âm quá hay. Nêu một bức tranh về xe quá đẹp. Xem. À, một chủ đề về HP bóng cũng là về dòng xe xe Ford nha anh em. Và cây này cũng 598. Và cây này thì tem đỏ còn nguyên. Một chiếc emblem, có emblem. Giờ em nghĩ là emblem này là emblem về bằng chất liệu bằng bạc ạ. À. 581, một gạch sắt. Chiếc này thì đã qua sử dụng, tình trạng nó như thế này nha anh em. Những chiếc đã qua sử dụng như thế này thì em sẽ làm vệ sinh sạch sẽ đến với anh em. Và khi anh em sử dụng thì mình chỉ chăm xong vào xài luôn hả. Một chiếc 81. À, có thêm một tem, một cái thẻ cảm ơn, nói lời cảm ơn. À, một chiếc chủ đề quá đẹp, màu đỏ và là màu đỏ và màu kem, về một câu lạc bộ ạ. Và chiếc này thì năm đầu tiên chuyển qua gạch đứng, bát số năm giữa là năm 1966 nha anh em. Và 8 gạch đứng năm 1966, quá đẹp. Là chiếc này cũng đã qua sử dụng ạ. Là báo toàn là tiếng nước ngoài. Là một chiếc barat.
về thêm một chiếc chủ đề về xe Ford, về một bức tranh. Dạ, chiếc này new luôn nha anh em. Dạ, cây này thì năm 1999 mới, kèm hộp. Và cây này cũng là kết thúc clip ngày hôm nay. Thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã ghé thăm, ủng hộ và tin tưởng kênh của em rất nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha.